Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa gạo ngày 6 tháng 3, 2024, doanh nghiệp tăng mua. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Hiện các doanh nghiệp trong nước tăng mua dự trữ. Lúa IR504 đông xuân thu hoạch tại Tân Hiệp, Kiên Giang. Lúa bị đổ, ngã, nằm rạp, cắt ra lúa xấu lẫn xanh nhiều. Thương lái không chịu cho ghe vào cân lúa. Giá tham khảo hôm nay. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.700-7.800, OM380 7.200-7.300, IR504 7.300-7.400, Nàng Qua 8.300-8.500 đồng, Đài Thơm 8 7.700-7.900, OM54 7.500-7.600, OM18 7.600-7.800 và OM4900 7.400-7.500. Tại Kiên Giang, IR504 giá 7.300-7.400, OM380 7.200-7.300, Đài Thơm 8 7.700-7.900, OM54 7.500-7.600, OM18 7.600-7.800, Nàng Qua giá 8.300-8.500 đồng, RVT 7.900-8.100, DS1 7.500-7.600, ST21 7.900-8.000 đồng, ST24 25 giá 8.100-8.200, OM34 7.400-7.500, Jasmine 7.800-8.000 đồng, Travonica 7.700-7.900. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR504 7.300-7.400, OM380 7.200-7.300, Đài Thơm 8 7.700-7.900, OM54 7.500-7.700, OM18 7.600-7.800, Nàng Qua 8.300-8.500, ST21 7.900-8.000 đồng, ST24 25 8.100-8.200, OM34 7.200-7.300, Jasmine 7.800-8.000, Travonica 7.900-8.000 đồng. Tại Đồng Tháp, IR504 7.300-7.400, OM380 7.200-7.300, Đài Thơm 8 7.700-7.900, OM54 7.500-7.700, OM18 7.600-7.800, Nàng Qua 8.300-8.500, OM4900 7.500-7.600, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.700-7.800. Tại Sóc Trăng, IR504 7.300-7.400, OM380 7.200-7.300, Đài Thơm 8 7.700-7.800, OM54 7.400-7.600, OM18 7.500-7.700, OM49 7.400-7.500, Tài Nguyên 8.300-8.500, RVT 7.900-8.100, VNR 20 7.400-7.600, ST21 7.900-8.000 đồng, ST24 25 8.100-8.200. OM34 7.200-7.300, Jasmine 7.700-7.900, DS1 7.600-7.800. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, IR504 7.300-7.400, OM380 7.200-7.300, Đài Thơm 8 7.700-7.800, OM54 7.400-7.600, OM18 7.500-7.700, Nàng Qua 8.400-8.500, RVT 7.900-8.100, VNR 20 7.400-7.600, ST21 7.900-8.000 đồng, ST24 25 8.100-8.200, OM34 7.200-7.300, Jasmine 7.700-7.900, DS1 7.600-7.800. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.700-8.000 đồng, IR504 7.300-7.500, OM380 7.200-7.400, Đài Thơm 8 7.700-8.000 đồng, OM54 51 giá 7.400-7.600, OM18 7.500-7.700, RVT 7.800-8.000 đồng, ST21 8.000-8.200, ST24 25 8.400-8.500, OM34 7.300-7.400, Jasmine 7.600-7.700, DS1 7.700-7.900. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504 7.300-7.400,
OM 380 7.300 tới 7.400. Đài thơm 8 OM 18 à đài thơm 8 7.700 tới 7.900 nha bà con. OM 5451 thì 7.400 tới 7.600 và OM 18 giá 7.700 tới 7.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.